Thưa quý vị, cho đến thời điểm này, nhiều trường đại học đã hoàn tất công tác chấm thi và công bố điểm thi. Một điểm khác biệt so với các năm trước đó là với đề thi toán năm nay, do có tính phân loại học sinh cao nên lượng thí sinh đạt điểm 10 không nhiều, mức điểm khá lại chiếm ưu thế. Đại học Thủy lợi Hà Nội là một trong những trường đại học đầu tiên phía Bắc công bố kết quả thi của thí sinh. Theo thống kê của nhà trường, phổ điểm bài thi khối A dao động từ 5 đến 7 điểm. Trong số 6.160 bài thi môn toán, không có bài nào đạt điểm 10. Cũng theo lãnh đạo nhà trường, với kết quả năm nay, dự kiến điểm chuẩn của các ngành tương đương với năm trước. Theo con số thống kê của nhà trường ấy thì năm nay môn toán thì số thí sinh mà đạt điểm trung bình trở lên là có tỷ lệ cao nhất, xấp xỉ đạt 50%. Tuy nhiên thì cái số điểm sinh viên đạt điểm cao tuyệt đối thì năm nay không có. Còn tại trường Đại học Bách khoa Hà Nội, luôn là một trong những trường có nhiều thí sinh xuất sắc dự thi. Nếu như số thí sinh đạt điểm 10 môn toán năm ngoái là 12 thí sinh, thì năm nay Đại học Bách khoa chỉ có 4 em đạt điểm 10. Điểm 10 thì đúng năm nay là ít hơn, và do cái đề đặt thử. Đúng là cái điểm 10 rất là khó so với năm trước. Tôi cho là những thí sinh đạt điểm 10 là giỏi thực sự. Tôi là dân toán, cũng là giáo viên toán, nhưng tôi đánh giá điểm 10 hôm nay khó. Dự kiến điểm chuẩn vào trường Đại học Bách khoa năm nay có thể giảm từ 1 đến 2 điểm so với năm trước, và ngày 25 tháng 7 trường sẽ công bố điểm thi. Với việc đề thi có tính phân loại cao như vậy thì cũng dễ hiểu ở buổi thi môn toán khối A vào sáng ngày 4 tháng 7, dù chưa hết thời gian làm bài nhưng nhiều thí sinh đã rời phòng thi vì đa phần sẽ bỏ qua câu 9 câu 10, kể cả học sinh có học lực khá.